Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Và thưa các bạn, hôm nay bên mình có một số mẫu máy mới về thì mình cũng muốn review cho tất cả các bạn cùng tham khảo. Trước hết là lốt 10, lốt 10 Plus hoặc là A70, lốt 8 này bên mình lại về thêm được khoảng hơn chục gần 20 cây nữa. A8 Star, Note 9 và một số dòng iPhone như 6S Plus hoặc là 6 Plus. Thì mình sẽ vào review cho tất cả các bạn, bởi vì hôm nay mình có chút công việc nên review nó hơi muộn. Nên mình hẹn các bạn sáng mai tầm khoảng 8 giờ thì bên mình bắt đầu chốt đơn nhé. Còn bây giờ mình sẽ quay video và view lên để cho các bạn nào mất ngủ hoặc là các bạn nào vẫn còn đang thức thì có thể tham khảo. Còn nếu không các bạn thì cứ trong vòng ngày mai alo cho bên mình chốt máy là ok nhé. Thì trước hết vào review những chiếc máy đang có thì cho mình xin 30 giây để hướng dẫn các bạn cách test máy. Bởi vì một chiếc máy cái quan trọng nhất của các bạn đó là phải test được cái màn hình. Bên mình thì màn hình chỉ bao test trong vòng 1-2 ngày thôi, các bạn dùng có như thế nào thì các bạn phải báo mình luôn. Bởi vì đầu bên kia họ cũng không bảo hành cho bên mình màn hình dài. Cho nên các bạn khi nhận máy, các bạn test màn hình kỹ cho mình để tránh trường hợp nó bị lỗi do lâu dài hoặc là lỗi do người dùng nhé. Thì cứ trong vòng 1-2 ngày các bạn cứ test máy thật là kỹ cho mình, và mở YouTube hoặc là quay camera rất là lâu à. Sau đó là các bạn test cảm ứng nó lỗi hay không lỗi thì nó sẽ biết ngay. Còn đây là một cái một cái cách test nó rất là hữu ích cho tất cả các bạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Chứ các bạn vào 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 cái phần nghe gọi này, các bạn ấn sao thăng không sao thăng, rồi các bạn vào phần tớt cho mình đó, các bạn test cho mình chạy chạy xung quanh màn và gạch chéo này theo cái đường này. Nếu mà nó ok thì màn hình là các bạn yên tâm nhé. Đó, tránh trường hợp là có, mình đang gặp một trường hợp đó là máy đã mua về được khá lâu rồi, sau đó là bảo lỗi màn, thì bên trên phiếu bảo hành của bên mình có ghi rõ là không bảo hành màn hình đó. Bên mình chỉ sẽ báo test cho các bạn, còn về riêng phân về lỗi của máy thì bên mình bảo hành cho các bạn 3 tháng lỗi là đổi luôn các bạn nhé. Vâng, thôi bây giờ mình xin phép đi vào review luôn. Thì đang cầm trên tay con Note 9 thì mình cũng sẽ review con Note 9 luôn. Hôm nay bên mình đã có, đây là Note 9 là của mấy con đồ nhưng mà mình quên mất mình để cửa hàng. Thì bây giờ mình sẽ vào review cho các bạn những chiếc máy đang có luôn. Đây một chiếc máy này, màn hình trong veo, sáng đẹp. Đây còn màu nâu, màu cà phê, rất đẹp. Đây là bản Hàn Quốc các bạn nhé. Có thể nói là hàng zin zin đẹp luôn. Đó, cái này thì nó là bản Hàn Quốc đã lên 2 SIM rồi các bạn nhé. Đó, RAM 6, bộ nhớ 128GB, màn hình thì trắng sáng không ảm không ngố. Đó, bên mình đang bán cho bạn con máy này, giá của nó là 5.800.000 nhé, 5.800.000. Đó, đây một chiếc có thể nói ngoại hình của nó là đẹp lung linh luôn đấy. Đó, bạn nào yêu thích con máy này thì nhanh tay nhé. Mình nhớ không nhầm hôm trước có một anh cũng đặt mình con Note 8 màu nâu, thì mong rằng anh đấy hôm nay xem video sớm nhé, có gì chốt cho em sớm kẻo bị bay mất nhé. Đó, đây là cây số 1 thì em sẽ đánh dấu nó là cây số 1 nhé. Cây số 1 này hôm nay em không cầm, không cầm giấy ghi chú về. Đây, cái số 1 này đang bán là 5.800. Ok. Em sẽ nhớ ghi cái số 2 là cũng một cây màu lúc 9 đen. Con này thì ngoại hình của nó thì cũng rất đẹp. Đẹp ngang ngửa con số 1. Màn hình tương đối, màn hình thì có lưu ảnh rất nhẹ này,
Không biết lên trên này các bạn có nhìn rõ không? Nhưng ở ngoài thì nhìn rất kỹ thì nó sẽ có một số gọi là cái lưu ảnh rất nhẹ này. Đó. Lưu ảnh nhẹ. Những cái này bên mình đây cái số 2. Cái số 2 lưu ảnh nhẹ. Bên mình bán cho bạn với giá là 5 triệu 200. 5 triệu 200 nghìn nhá. Con này là 58. Tiếp theo là một chiếc Samsung Galaxy S9 ấy. Một chiếc S9 máy màu vàng đồng. Đó, đây con này chính là trường hợp mà đặc biệt mà mình muốn nói với các bạn, đó là lỗi màn hình. Và sau một thời gian khách mới báo là lỗi màn hình, chính vì vậy nên là bên mình cũng không được bảo hành của đầu bên kia và lại phải chịu trách nhiệm với những cái bị lỗi như thế này. Thì màn hình thì không bảo hành bởi vì nó là phần tiếp xúc nhiều, cho nên nhiều lúc các bạn để vào trong túi hoặc là để vào trong một cái gì để nó chật, nó tì đè, nó không bị vỡ màn nhưng mà nó vẫn bị ảnh hưởng, vẫn bị lỗi đó. Nên các bạn thông cảm nhé, về màn hình bọn này bên mình không bảo hành, chỉ là bao test cho các bạn, còn các cái lỗi khác bên mình sẽ bảo hành 100% cho các bạn nhé, lỗi là đổi. Riêng con này thì test cảm ứng thì cũng ok. Đã, ok quên mất. Sao thăng không sao thăng. Đó vào phần tớt này. Đấy, con này thì đây. Cảm ứng thì test vẫn ok. Hôm nay có tí rượu nói là khi mình vẽ hình nó cứ hơi hơi biêng một chút này. Đây. Không vào ô thì nó sẽ không xanh. Vào ô thì nó sẽ xanh. Đó, thế là ok này. Nhưng mà khi các bạn khi các bạn test ở ngoài thì cái phần cảm ứng ở chỗ giữa này thì nó vẫn ok đây. Đó. Nhưng mà thi thoảng, đấy thi thoảng nhá, là nó có kiểu không ăn đây cảm ứng này, có đúng chỗ này này, đấy chỗ này này. Đấy, chỗ này là nó không ăn cảm ứng này, đây chỗ này. Đấy, còn lại là ok hết nhá. Đấy, cái này bên mình sẽ xả thanh lý cho các bạn với giá là 2 triệu. Màn hình cảm ứng thì có đúng một vòng tròn này nó bị đơ đơ nhưng mà nó không ảnh hưởng gì nhá. Các bạn vào tất cả các ứng dụng và sử dụng tất cả các thứ đều mượt mà hết nhé, vì nó ảnh hưởng đúng một góc ở ngoài, góc ở giữa này này thì nó không ảnh hưởng, thì các bạn sử dụng nó không bị ảnh hưởng quá nhiều. Và thứ hai con này nó là một chiếc mà nó cũng 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 hơi ám, đây là hơi ám phân khoảng. Nói chung cái giá 2 triệu thì giá nó siêu rẻ rồi. Bọn này thì cấu hình của nó là 4GB bộ nhớ 64GB và nó là dòng S9. Cái nếu mà mình bán như thế thì chỉ bằng cái giá main thôi. Đó. Nếu bạn nào yêu thích những chiếc máy S9 màu đồng đẹp như này thì alo cho bên mình nhé. 2 triệu đồng. Tiếp theo nữa đó là chiếc 6 Plus. Một chiếc 6 Plus. Con này nó là bản 16GB hàng quốc tế Mỹ nhá. 16GB quốc tế Mỹ. Đấy thì viền ấy thì là nó sẽ có ám vàng bởi vì bọn này nó khá là lâu rồi. Bọn 6 Plus này khá lâu rồi nên là những cái chiếc màn zin chưa qua sửa chữa qua mông má thì nó sẽ có ám vàng. Và bên mình sẽ bán cho các bạn với con này là hàng zin. Bên mình bán cho các bạn với giá của nó là 2 triệu 500 nghìn nhá. 2 triệu 500 nghìn, máy ngoại hình khá là đẹp. Đây thì mình xem pin của nó bao nhiêu phần trăm nhé. Pin của nó, ui, 100%. Con này bên mình thay pin rồi các bạn nhé. Con này bên mình thay pin rồi, thay pin EU. Đó, còn 2 triệu 500 nghìn này. Đây là 6S Plus. 6S Plus hôm nay bên mình về được một cây. Đó là 6S Plus bản 64GB. Hàng zin chất các bạn nhé. Hàng zin đẹp và rất là chất lượng. Con này thì đây mình sẽ đây vào giới thiệu cho các bạn. Con này bản quốc tế Mỹ 64GB. Pin của nó thì là 84%, bọn 6 Plus thì không nhất thiết phải thay pin. Còn nếu bạn nào mà muốn ổn định hơn nữa, tức là trong vòng khoảng 1 năm cho đến 5 rưỡi
thì các bạn thay pin, còn nếu không thì các bạn cứ yên tâm sử dụng nhé. Đây 6S Plus bản 64GB thì bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 3 triệu 800 nghìn nhé. 3 triệu 800 nghìn một con 6S Plus máy màu vàng gold. Tiếp theo là những chiếc Samsung Galaxy S10. S10 thì bên mình vẫn còn 3 chiếc S10e nhé. Còn cây số 2, cây số 3 và cây số 4. Thì cây số 2 thì ngoại hình của nó có bảng hơn các cây trước một chút. Bên mình đang bán cho bạn giá là 5 triệu rưỡi. Bản Việt Nam 2 SIM 2 sóng, RAM 6GB, bộ nhớ 128GB. Còn hai con số 3, số 4 thì ngoại hình đẹp như nhau. Đó, nó cũng là bản Việt Nam. 2 SIM 2 sóng, bộ nhớ 6 và 128GB. Hàng có thể nói là hàng zin keng, zin 99%. Bên mình đang bán cho bạn giá là 5 triệu 6. Bộ này thiết kế rất là nhỏ gọn các bạn nhé. Đó, vân tay ở sườn. Đó. Mình hôm nay sẽ vào view nhanh cho các bạn vì hôm nay khá là nhiều máy. Tiếp theo là có 4 cây A8 Star. A8 Star bên mình có 4 cây. Bộ này thì RAM của nó là 6GB, bộ nhớ của nó là 64GB. Đây để mình xem nào. Đúng rồi, RAM 4, bộ nhớ 64. Thì bọn này nó là hàng zin kem. Zin kem các bạn nhé. Các bạn lấy cây nào cũng được. Bọn này nó là bản LTE nhé, bản LTE này, bản xách tay, bọn này là hàng xách tay, A8 Star, màn hình thì Super AMOLED rồi. Đây mình xem có con nào nó đang bật nguồn test cho các bạn. Đây, tất cả màn hình nó đều trắng sáng, không ảm, không ố nhé. Bọn này nó là hàng zin keng, đó, zin keng bản một sim các bạn nhé. Bọn A8 Star này bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 3 triệu mấy à? 3 triệu 400 nghìn nhá. À 3 triệu 300 nghìn, quên mất. Bọn này bên mình sẽ bán cho các bạn với giá 3 triệu 300 nghìn A8 Star. Nói chung các bạn cầm những chiếc máy này các bạn sẽ có cảm giác nó là an toàn hơn những chiếc máy mới bây giờ. Cầm rất đầm tay và nó rất là vuông vắn. Bộ này sản xuất năm 2018, A8 Star, nó thuộc diện châu bò, thuộc diện siêu châu bò đấy. RAM 6 nhớ 64GB. Ở bên mình có 3 cây thì 4 cây thì 3 cây đen, 1 cây trắng nhá. Bạn nào yêu thích màu đen thì cứ alo bên mình. Bộ này thì ngoại hình nó đẹp như nhau nên là mình sẽ không đánh dấu. Mình bán đồng giá, bạn nào lấy cây trắng thì bảo mình mà bảo lấy cây đen thì bảo mình nhá. Ok. Tiếp theo nữa là chiếc lốt 10 đi. Đây, lốt 10 con này là bị đốm nhá, con này bị đốm đấy. Đốm con này thì rất là tế nhị luôn. Đấy, đố các bạn vết đốm ở đâu? Hả? Đấy, đố các bạn vết đốm ở đâu? Các bạn nhìn chắc là vẫn chưa nhận ra đâu. Đây, vết đốm này, nó chính là cái vết nó ở trên trục camera này. Đó. Con này thì nó là bằng bản Hàn Quốc một sim, bản Hàn một sim nhá. Đó, con này bị đốm ở camera nhưng mà đấy các bạn nhìn này. Đấy. Mình đang có tí rượu vào nên là hơi hơi đỏ. Đấy, màn hình hoàn toàn camera là không ảnh hưởng gì nhé. Đây là nhà riêng của mình nhé. Đấy. Mọi người cứ bảo mình là soái ca nhưng mà vợ mình lúc nào cũng chê xấu trai. Đấy, mà nói chung bọn con này không ảnh hưởng bất kỳ một gì. Đây về màn hình đây. Và bên mình những chiếc máy đốm bên mình sẽ bảo hành màn. Bên riêng những chiếc máy đốm bên mình sẽ bảo hành màn cho các bạn. Ví dụ như cái vết đốm như này này, không bao giờ nó loang ra bên mình xin nhận lại máy và trả lại tiền. Hoặc là các bạn thích đổi một con máy nào khác bên mình hoàn toàn ok. Còn với con này thì của nó là Note 10 5G. Con này là Note 10 5G bản Hàn, nó mới có 5G thôi, còn bản Việt nó không có 5G. Đó, một sim. Đó, bản Hàn nhá. Note 10 nó hỗ trợ 5G này. Đó, đủ một vết rất là nhỏ này. Đó, bên mình đang thanh lý cho bạn giá của nó là 6 triệu nhá. Giá 6 triệu. Đó. Rất là rẻ. Bây giờ đây một lát nữa mình sẽ view luôn một chiếc Note 10 không đốm. Đây một chiếc Note 10 không đốm hàng Việt Nam.
Nhưng con này thì màn hình cũng hoàn toàn đẹp. Nói chung con này màn đẹp chẳng sáng, các bạn không hề nghĩ nhé. Vì hôm nay mình đang ở nhà mình cho nên là không có cái sạc của cái con máy này, nên mình không cắm sạc được. Đó. Con này nó là hàng zin đẹp 99% luôn. Nguyên áp suất. Đó. Nguyên áp suất nhá. Máy màu trắng đa sắc, màu rất là đẹp. Bên mình đang bán cho bạn giá là 8 triệu 800 nghìn. Đó, đây là một chiếc bản Việt. Đó, từ một chiếc máy không bị đổ màn và một chiếc máy bị đổ màn nó cách nhau đến hơn 2 triệu đồng. Đó. Cho nên các bạn cứ cân nhắc khi mua nhé. Đây con này bản Việt, con kia bản Hàn, con này không có 5G nhưng mà con bản Hàn kia lại có 5G. Thứ hai là bọn này thì màn hình lại không bị đốm, còn con kia màn hình đốm. Đấy, cho nên các bạn cứ cân nhắc trước khi lấy nhá. S10 bọn này mà đẹp luôn, lung linh luôn, không chê vào đâu. Tiếp theo nữa đó là một chiếc Note 10 Plus đi. Note 10 Plus đây. Đó. Con này thì nó là một hàng zin khá đẹp, nó có đúng một vết xước ở đây thôi, tại vết xước ở chỗ này. Có lẽ các bạn sẽ không nhìn thấy. Đó. Zin nguyên áp. Bản quốc tế à đây là bản bản Hàn nhé. Bản Hàn cũng bên hai sim rồi. À không, bản Hàn bọn này chỉ có một sim thôi. Đây là Note 10 Plus 5G. Bản Hàn thì có 5G, thế bản công ty cũng có 5G. Con này là RAM của nó là 12 RAM 12GB. Bộ nhớ của nó là 512GB. Con này là siêu khủng long nhé. Con này là bộ nhớ với cả cấu hình là cao nhất trong vòng Note 10 Plus nhé. Còn thường thường nó chỉ là 8GB trên 128 thôi. Đây con này là 512GB. Và bộ nhớ của nó là 10 RAM của nó 12, bộ nhớ 512. Thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 10 triệu 700 nghìn. 10 triệu 700 nghìn. Đó. 512GB hỗ trợ 5G. Vẫn bảo hành 3 tháng một đổi một. Ok, cái này có một cây thì mình cũng sẽ không biết giá đấy. Ok. 10 triệu 7 10 triệu 700 nghìn. Bây giờ mình xin vào đi cái bọn là này. Samsung A70 có lẽ là một cái hàng khá là hiếm. Samsung A70 với cấu hình của nó thì rất là mạnh. Cấu hình của nó thì bọn này nó là RAM 6 nhớ 128. Đó, RAM 6 nhớ 128. Màn hình hoàn toàn đẹp. Bản Việt Nam. Đó, bản Việt Nam với hai eBay khác nhau này. Đó. Bộ này thì giá của nó cũng tương đối là cao. Nên các bạn cứ coi như đây là tham khảo nhé. Bọn này thì đây mình sẽ ghi cây số 1. Cây số 1 đây nó đang dán chống xước. Dán chống xước luôn rồi. Các bạn bóc ra thì nó có coi như một chiếc máy tuyệt đẹp. Còn về khung sườn của nó. Về khung sườn của nó thì nó có xước răm ít, gọi là dùng ốp nên nó bị xước răm thức bụi thôi. Đây cái số 1. Đó. Cái số 1 bên mình cây này đang bán cho các bạn là 3 triệu 900 nghìn. 3 triệu 900 nhá. Cái số 2 này thì lắp lưng của nó không được dán cho nên là nó có chảy xước nhẹ nhá. Nhưng mà viền của nó thì cũng nói chung viền bọn này thì đều chảy xước nhẹ. Đấy, cái số 2 cũng là bản Việt Nam nhé. Bọn này 2 sim 2 sóng, RAM 6 bộ nhớ 128. Con này thì bên mình vẫn đang bán cho các bạn 3 triệu 9. Ok các bạn nhé. Đó, hai cây Samsung A70. Bây giờ vào đến cái bọn Note 8. Note 8 này mình về rất nhiều nhưng mà chưa view hết, chưa thể view hết, mình chỉ bỏ ra một số cây thôi. Đây, ví dụ một chiếc Note 8 đốm bụi này. Đốm bụi này mình sẽ vào cho các bạn xem này. Đây, các bạn có nhìn thấy không? Mình đoán các bạn sẽ không nhìn thấy cạnh cái phím 5 này. Đó. Mình đoán các bạn sẽ không nhìn thấy đâu bởi vì
Bọn này ở ngoài nếu mình không nói thì 100% các bạn sẽ không biết nó là hàng đổ bụi. Và màn hình thì hoàn toàn chẳng sáng sạch sẽ luôn. Đấy, chẳng sáng sạch sẽ. Về ngoại hình thì của nó thì không chê vào đâu. Cái này thì nó là bản Hàn nhé. Bản Hàn. Con này nó là bản Hàn. Đã lên 2 sim rồi. Cái ông sẽ một sim nhỉ? Con này thế thì để mai mình sẽ lên 2 sim. Con đổ bụi này bên mình bán cho các bạn với giá của nó là 3 triệu 800 nghìn nhá. Con đổ bụi là giá 3 triệu 8 nhá. Đó, con đổ bụi 3 triệu 8 này. Và cái bọn không đốm này, bọn không đốm tất cả đều là hàng bán đẹp, không không ảo không ố gì nhá. Đây mình sẽ view cho các bạn luôn. Về ngoại hình đây, cái số 1. Đây là cái số 1 này. Cái số 1. Bọn này sao vẫn dính nhỉ? Vẫn bị dính một sim này. Ok, cái này mình sẽ hỗ trợ các bạn lên 2 sim luôn nhé. Cái này mình sẽ hỗ trợ lên 2 sim luôn. Thì bọn này mà không đốm không ám gì, bên mình đang bán cho các bạn giá là 4 triệu 200 nghìn. 4 triệu 200 nghìn nhé. Đây, tiếp đến là một cái bản Việt. Mặt mặt kính thì nó có hơi xước một chút. Mặt lưng thì đẹp. Viền cũng đẹp. Viền rất đẹp nhé. Đây cái số 2. Bản Việt. Màn hình hơi xước. Cũng 4 triệu 2 nhé. Bên mình cũng bán cho bạn giá là 4 triệu 2 nhé. Đó, màn hình hoàn toàn chẳng sáng sạch sẽ, không ngà, không ngổ, không đốm, không nêu ảnh. Đó. Tiếp theo cái số 3. Cái số 3 cũng là một cái bản Việt. Màn hình cũng không bị ám, không bị ố, không bị đốm, không bị nhiễu ảnh. Bản Việt bên mình đang bán cho bạn cũng giá 4 triệu 2. Đây cái số 3. Khi các bạn chốt máy, các bạn chỉ cần nói con số thôi nhé. Đó, màn rất đẹp này. Các bạn chỉ cần nói con số thôi, không cần phải nói là bản Việt hay bản Hàn hay email bao nhiêu bao nhiêu. Đây, buộc cái này lại một cái bản Việt nữa. Hay quá nhỉ. Bọn này thì màn hình đẹp rồi. Màn hình đẹp. Bản Việt màu vàng, ngoại hình đẹp luôn. Ngoại rất đẹp. Đây là cây số 4. Đây là cây số 4 nhé. Bên mình đang bán cho các bạn giá là 4 triệu 3. Nó là bản Việt. Màn đẹp. Màn hình không ả mố. Đúng rồi. Màn hình không ả, không ngố, không nhiễu ảnh gì nhé. Đấy. Cây bản Việt này bên mình đang bán ra 4 triệu 3 rồi. Màu vàng luôn này. Đây là một cây màu tím khoai môn. Tím khoai môn, tím khói ấy. Con này cũng không ám, không ố, ngoại hình rất đẹp. Quên mất bọn. Đó, nhìn chữ Samsung Galaxy Note 8 này là mình cảm giác nó uy tín rồi. Cái này bên mình đang bán cho các bạn với giá là 4 triệu 300 nghìn. Đây là cái số 5. Cái số 5 4 triệu 300 nghìn nhá. Cây số 6. Cây số 6 cũng là một cây bản Việt. Đó, cây số 5 là một bản Việt, cây số 6 là cây bản Việt. Màu vàng gold rất đẹp. Nói chung ngoại hình đẹp. Đấy, nhìn chữ Note 8 này là mình thấy uy tín rồi. Chẳng sáng sạch sẽ, không ám, không ngố. Bên mình cũng đang bán là 4 triệu 3. Đây là cây số 6. 4 triệu 3.
Ngày mai mình sẽ ghi nó rõ hơn nhé. Hôm nay mình không cầm giấy ghi chú về nên là không ghi rõ được. Đây là cây số 6 giá 4 triệu 3 màu vàng gold. Cây số 7, cây số 7 cũng là một cây bảng Việt luôn. Hôm nay tất cả bảng Việt khá là đẹp luôn. Bọn này tất cả đẹp nhé. Ui dồi, nhìn chữ nốt 8 uy tín quá. Không phải test màn luôn các bạn nhé. Đây là cây số số 7. Mình cũng đang bán cho các bạn giá là 4 triệu 300 nghìn nhé. 4 triệu 300 nghìn các bạn nhé. Bản Việt 2 sim 26. Máy đẹp. Màn hình đẹp. Đó. Đó. Không ám không ngố. Ok các bạn nhé. Tiếp theo là cây số 8. Cây số 8 là cây bản Hàn. Ngoại hình thì rất là đẹp. Cây số 8 bản Hàn. Ui, màn hình trắng sáng chưa? Sực rỡ luôn. Bởi vì mình đang bán bản Hàn thì nó sẽ rẻ hơn 100. Đây là cây số 8. Đó, mình sẽ ghi số 8 giá là 4 triệu 2 các bạn nhé. Đó, cây số 8 4 triệu 2 đây. Tiếp theo cây số 9. Ui, cây số 9 màu vàng đẹp quá. Cái này quá đẹp luôn. Ui giời, nhìn cái chữ lốt 8 này. Không chê được vào đâu nha các bạn nhé. Đó, màu vàng này. Bản Hàn. Bản Hàn lên 2 sim rồi. Đây là cây số 8. À, đây cây số 9 các bạn nhé. Xin lỗi, đây cây số 9. Bên mình cũng đang bán cho các bạn với giá là 4 triệu 300 nghìn. Tốt. Bản Hàn đấy các bạn 4 triệu 200 nhé. Hàn đẹp. Hàn rất đẹp. Đó, xem này. Đây bọn 5SE thì bên mình vẫn còn đây. 5SE bên mình vẫn còn đủ màu nhé. Màu xám và màu vàng giá từ 2 triệu 1, 2 triệu 2, 2 triệu 3. Samsung A71 hàng chất lượng. Vẫn còn bảo hành chính hãng. Đến tháng 3, tháng 5 và tháng 7 thì có hai cây đen, đen đen sắc và một cây màu xám, thì bên mình đang bán giá là 6 triệu các bạn nhé. Reno 4 thì bên mình đang bán cho các bạn với giá 5 triệu 2, RAM 8 bộ nhớ 128GB, còn bảo hành 15 tháng 8 năm 2021. 7G quốc tế và lock bên mình vẫn còn nhé. Quốc tế và lock bên mình vẫn còn. Lock thì bên mình đang bán cho các bạn giá là 2 triệu 8. Quốc tế mà pin 9899 bên mình đang bán cho bạn giá là 4 triệu. Vâng, thì hôm nay bên mình cũng đã view xong chiếc máy đã có tại cửa hàng Thắng, mặc dù là có một số máy nữa mà mình vẫn chưa review. Thì hẹn các bạn ở video sau bên mình sẽ review, bởi vì hôm nay như thế này đã là khá là dài rồi. Đó. Thì bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Xin chúc tất cả các bạn có một buổi online vui vẻ và bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.